sáng kiến rất là hay ạ. Hôm nay mình đi và mình nhìn thấy một cái anh người nước ngoài, anh ấy có cái ô trên đầu. Mình đã xin phép và anh ấy đồng ý cho mình quay anh ấy đằng sau lưng ạ. Quá là tuyệt vời. Cái này thì có thể che được cả gáy. Nhưng mà không biết gió quá thì nó sẽ thế nào nhỉ? Rất là đẹp.